Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ các bạn một trận đấu hay của hai thiên tài bậc nhất thế giới Hứa Ngân Xuyên và Hồ Vinh Hoa. Trận đấu này diễn ra năm 2008. Hứa Ngân Xuyên thì cầm đỏ đi tiên, còn Hồ Vinh Hoa cầm đen thủ hậu. Trận đánh rất là hấp dẫn, mời bạn thưởng thức.将军。将军。将军。将军。
将军。 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 Trên đây thì Hồ Vinh Hoa đã buông cờ nhận thua. Mời bạn xem trận tiếp theo. Trận tiếp theo thì Hứa Ngân Xuyên cầm đỏ đi tiên, còn Hồ Vinh Hoa cầm đen thủ hậu. Trận đánh diễn ra năm 2006. Mời bạn thưởng thức.
将军。将军。将军。
将军。将军。将军。Mắc xe trên đây thì hứa ngân xiên đã buông cài nhận thua. Và video của mình cũng xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích, bạn đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông. Mình sẽ làm video hay nhất và mới nhất để phục vụ các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn ở đây và hẹn các bạn ở video sau.